Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Muốn độ chúng sinh thì trước hết mình đừng ăn thịt. Chúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ 12 nhân duyên mà biến thành người, từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh. Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn và vi sinh trùng. Như vậy có nghĩa là có vô lượng chúng sinh. Khi con người ăn thịt loại động vật nào, ví dụ như heo, bò hay cá, thì trong đó có vô số loại vi khuẩn. Con người ăn loại thịt đó vào trong bụng thì tự nhiên sẽ có chủng tử của những thứ vi khuẩn đó. Ăn càng nhiều thì mình cùng với những thứ vi khuẩn đó kết làm quyến thuộc càng mạnh, kết duyên với nó càng sâu, cho đến chỗ là mình với nó không còn phân ly, chia cách nữa. Ăn thịt heo càng nhiều thì mình rất có cơ hội để biến thành heo. Ăn thịt bò càng nhiều thì mình rất có thể sinh làm bò. Nếu mà ăn gạo càng nhiều thì mình có thể biến thành gạo trăng. Gạo là loại vô tình, còn chúng sinh là loại hữu tình. Nếu ăn loại hữu tình thì mình có thể trở thành những thứ chúng sinh hữu tình. Nếu ăn những loại vô tình, tức là thực vật, thì mình có thể giúp cho sự phát triển của pháp thân, huệ mạng. Nếu con người không ăn thịt chúng sinh nào, thì tức là mình độ cho chúng sinh đó, khiến chúng vượt qua khổ ải, tới bờ niết bàn. Con người nếu hiểu được đạo lý này, thì không nên ăn thịt chúng sinh. Khi xưa, có kẻ vì ăn thịt chúng sinh nên khi chết rồi thì bị đọa lạc xuống gặp Diêm La Vương. Lúc còn sống, ông ta ăn qua những loại thịt của chúng sinh nào, thì những thứ đó bây giờ đều tới để đòi nợ. Người ăn thịt từ biện hộ như vậy, tôi tuy là ăn thịt nhưng tội không phải thuộc về tôi mà thuộc về người bán thịt mới đúng. Bấy giờ, vua Diêm La mới truyền lệnh kêu người bán thịt lại. Người bán thịt cũng từ biện hộ rằng, tôi sở dĩ mà bán thịt là vì có người mua thịt. Nếu không có người mua thịt, bán thịt làm gì? Người bán thịt với người ăn thịt, hai người mới tranh luận với nhau. Sau cùng thì hai người đó đổ trách nhiệm lên anh chàng đồ tể. Diêm La Vương lại kêu anh chàng đồ tể vào. Anh đồ tể này cũng tự biện hộ rằng, tôi đúng là đồ tể. Nhưng vì có người mua cũng như có người ăn, thì tôi mới làm nghề đồ tể. Nếu chẳng có người mua cũng chẳng có người ăn, thì tôi cũng chẳng làm nghề này làm gì. Vì thế, mọi người đều nói lên cái lý của mình, lý lẽ mà họ nói ra đều là tạo tội nghiệp cả. Kết quả, Diêm La Vương phán rằng, người ăn thịt phải bồi thường nợ máu, cho nên chúng ta ăn thịt một loài chúng sinh nào là kết oán với loài chúng sinh đó. Có bài thơ rằng, nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên nhân thực ngoại biên nhân, chúng sinh hoàn thực, chúng sinh nhục, tử tế tư lượng. Nhân thực nhân, nghĩa là ở trong chữ nhục có hai người, người bên trong ăn người bên ngoài, chính chúng sinh ăn thịt chúng sinh, nghĩ cho kỹ là người ăn người. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương, nghĩa là dê chết trở làm người, người chết trở làm dê. Con dê có thể làm người thì con heo cũng có thể làm người, nếu chưa có thiên nhãn thông thì mình không quan sát được nhân duyên đó, nên cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn nhiều thịt chúng sinh, thì bản hữu trí huệ của họ bị che lấp, mất linh tánh và biến thành ngu si. Bởi vậy, muốn độ chúng sinh thì trước tiên đừng nên ăn thịt. Con người muốn độ chúng sinh thì phải độ tự tánh của chúng sinh. Độ sinh thì phải ly tướng, không có chấp trước thì mới thật sự là độ sinh vậy. Ha ha ha, 问什么的说。